cửa hàng đồ đèn xe máy Son Anh. Xin chào các bạn. Mình vừa làm xong một cho một vị khách hàng đi chiếc Winner X nè, màu độ một cặp trời sáng Kenzo Z20 luôn các bạn nha. Đó, trên đầu ti phục của xe Winner X thì lắp một cặp trời sáng Kenzo Z20 thì quá tuyệt vời luôn nha các bạn nha. Rất là gọn gàng ha. Đặc biệt là khi lắp đặt là không có cắt nối dây điện gì nha các bạn nha, làm dắt như zin ha. Rồi ok, bắt xin em ơi, bắt xin ban ngày các bạn, bắt xin ban ngày các bạn, thật là tuyệt vời luôn ha. Thì bát này là bát inox 304. Khi bạn chống cái trường hợp mà nhúng hết phuộc vẫn không có đụng ti phuộc các bạn nha, đụng đèn nha, cái phuộc này vẫn không đụng đèn. Đó, cái bát các bạn thấy không? Cái bát rất là kiên cố ha, bát nó có 3 ngăn nè các bạn, có thể mình chỉnh lên vừa và cao được luôn nha các bạn nha. Rồi ok, và ha, và quý khách hàng này độ thêm một cặp Sinyan Cbass Beat L14 thì nó vừa có đờ mi và vừa có Sinyan luôn các bạn nha. Mở nha thì mạnh lên đó, Sinyan này có thể chỉnh nhanh chỉnh chậm được các bạn, có thể chỉnh nhanh chỉnh chậm lên được luôn nha. Rồi ok, tuyệt vời luôn ha. Rồi mở cho đầu code đèn trợ sáng, code đèn trợ sáng Kenzo Z20 thì nó sẽ sáng hơn cái đèn zin mình tới 7-8 lần luôn các bạn nha. Đèn zin mình rất là tối nha, đi ban đêm thì các bạn đi ở ngoài quốc lộ thì nó không có đủ ánh sáng để đáp ứng cho các bạn. Các bạn cần phải nâng cấp lên trợ sáng hoặc là bi cầu ha. Thì bên mình có đầy đủ những cái loại trợ sáng và bi cầu luôn các bạn. Có bạn nào làm xin liên hệ shop địa chỉ 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha các bạn nha. Rồi, số điện thoại là 0346669686 nha. Số điện thoại này mình có đăng ký Zalo, các bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thêm thì kết nối Zalo mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn rất là nhiều ạ.